Dòng game Main Series có thể nói là xương sống cho cả thương hiệu Pokemon. Từ Main Series thì mới hình thành các sản phẩm như game spin-off, trading card game, anime, movie hàng năm, chưa kể là những sản phẩm hàng hóa ăn theo nữa. Nên là việc đánh giá, phân tích và nhận xét, đưa ra luận điểm về mấy cái game nòng cốt là chuyện nên làm. Mấy bác Game Freak thì chắc không nghe đâu, có hiểu tiếng Việt đâu mà nghe. Trước tiên thì tôi nói trước là tôi rất yêu Pokemon, không phủ nhận. Mà đã yêu là mù quáng, game nào cũng chơi. Có nhiều bản vô lý vê lù mà tôi cũng phải chơi. Chơi trong sự tức tối, cũng có bản game làm tôi rất hài lòng. Một cái topic nhận xét về các tựa game Pokemon có trên Twitter. Theo mặt bằng chung thì Main Series game sẽ không có vụ mà bản sau sẽ hay hơn bản trước. Nên chúng ta quên khái niệm đồ thị đi lên này đi ha. Game Freak luôn làm chúng ta bất ngờ. Game trước thì đang thú vị, game sau tát một cú đau điếng, bất tỉnh 6 ngày 6 đêm. Và tôi cũng không ngoại lệ. Đây là bảng xếp hạng chất lượng từng game Pokemon của dòng game Main Series đã ra mắt trong vòng 26 năm qua. Nó đánh giá cho sang chứ thật ra là nhìn lại chặng đường của Pokemon là chính. Từ đó coi như đây là một cái video hâm nóng cho hai tựa game Pokemon Scarlet and Violet. Và tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Theo các bạn thì bảng game nào các bạn đánh giá cao nhất? Hãy nói cho mình biết và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ở phần bình luận bên dưới nha. Và cũng đừng lạnh lùng quên like và subscribe cho Simin Today. He yêu thương các bạn rất nhiều và sẽ tặng các bạn một bó hoa theo chân lòng biết ơn nè. Thôi, mình vô chủ đề chính của video hôm nay luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tựa game Red, Green và Blue. Vào tháng 2 năm 1996, game Pokemon đầu tiên đã được phát hành tại Nhật Bản trên hệ máy Game Boy, gồm hai phiên bản là Red và Green, với 151 Pokemon đầu tiên, rồi cùng năm đó bản game Pokemon Blue ra đời, với cải tiến hơn xíu về đồ họa. Nhìn chung thì tôi không xuất hiện trong dòng thời gian này vì lúc đó tôi còn ở với bố. Nhưng mà qua những đánh giá và tìm hiểu của tôi thì tôi sẽ cho Red, Green, Blue ở một con điểm trên trung bình. Tuy là tựa game mở đầu cho một đế chế, không có những tựa game này thì chẳng có những điều tuyệt vời trong tuổi thơ của chúng ta, nhưng mà vẫn không thể lấp liếm do vấn đề còn nhiều lỗi về gameplay, hệ thống đòn đánh và tính chiến thuật trong game, cũng như là sự mất cân bằng khi mà hệ sư linh trở thành một hệ quá là OP trong game. Do lỗi hệ thống mà hệ ma, hệ duy nhất có khả năng đánh bại hệ sư linh lúc bấy giờ, lại không thể làm gì hệ sư linh hết. Pokemon hệ ma duy nhất trong Gen 1 là gia đình của Gengar, lại có song hệ là ma và độc, dẫn đến đã không đánh được tụi nó, còn bị tụi nó hành ngược lại. Và chung quy là không ai có thể ký đầu được đám siêu linh vốn đã toàn đám mạnh. Pokemon Yellow được phát hành vào năm 1998, ăn theo sức nóng của anime ra mắt vào thời điểm đó, đã được đánh giá rất cao do sự tương tác giữa Pikachu và người chơi, khiến cho cảm giác tình bạn được trở nên sinh động và thuyết phục hơn. Tuy nhiên, mình sẽ chỉ cho tựa game này cao hơn Red, Green, Blue một chút, vì những mặt hạn chế nêu trên vẫn còn chưa được cải thiện. Gen 2 Gold và Silver được phát hành vào năm 1999 tại Nhật và phát hành tại Mỹ vào năm 2000. Dường như đã khắc phục được sự mất cân bằng đó khi cho ra mắt hai hệ là thép và bóng tối, bắt đầu cho vào trận đánh khái niệm về thời tiết. Và tôi cho hai bản game này số điểm cao hơn những bản game của Gen 1, vì ngoài việc khắc phục được những nhược điểm về mất cân bằng hệ, hệ thống chiến đấu có bị chi phối bởi thời tiết, đồng thời thêm vào đó là giới tính của Pokemon và cơ chế sinh sản, một cơ chế rất quan trọng theo mình cho đến hiện nay, giúp cho các trainer có được những Pokemon chất lượng hơn, mạnh mẽ hơn, phục vụ cho các giải đấu và cả những người muốn có shiny Pokemon trong bộ sưu tập. Concept cốt truyện cũng như là backstory của huyền thoại không cần nói cũng chắc chắn là cái backstory được nhớ nhiều nhất. Từ bộ 3 Entei, Raikou, Shikun cho đến Ho-Oh, Celebi, rồi Lugia. Nói chung là theo đánh giá của mình thì Gen 2 có hệ thống huyền thoại được xây dựng khá tốt. Bản nâng cấp Crystal gần như tương tự với Gold và Silver. Mặc dù có những nét mới, đây là tựa game Pokemon đầu tiên cho phép người chơi chọn giới tính của nhân vật. Trong khi các bản game trước mặc định là nhân vật nam,
hệ thống ngày đêm được giới thiệu. Cùng với đó là ngoài việc có thể bắt cả hai Pokemon huyền thoại Ho-Oh và Lugia, thì bạn có thể bắt bộ ba Entei, Raikou, Suicune chạy khắp bản đồ, và đương nhiên là không dễ để bắt tụi nó rồi. Và điểm cộng lớn nhất mà rất nhiều game thủ và cả mình mong ước trong thời đó, đó chính là post game của chúng ta sẽ được khám phá vùng Kanto một lần nữa, giành 8 huy hiệu của vùng Kanto, chiến đấu với Elite Four và giật luôn chức vô địch vùng Kanto. Rồi sau đó sẽ có cơ hội đánh với trainer huyền thoại Red. Từ đó mình sẽ cho Crystal con điểm cao hơn Gold và Silver. Gen 3 chắc là tuổi thơ của các bạn trainer Việt Nam. Không có mình. Nhưng mà Gen 3 đã được nâng cấp hơn về đồ họa. Đấu đôi lần đầu được giới thiệu và đã trở thành hình thức chiến đấu thân thuộc trong các kệ đấu vô địch chung kết thế giới cho tới ngày nay. Có thể nói đóng góp của Gen 3 vào việc xây dựng nền móng gameplay cho Pokemon rất là lớn. Xây dựng huyền thoại cũng đáng nhớ khi lấy tính sử thi của một trận đấu rất lâu về trước để nói về tầm quan trọng của hai huyền thoại này đối với thế giới Pokemon. Rồi đem một Pokemon khác ra giải hòa giống như là một nghệ thuật đoàn bẫy. Người chơi sẽ biết con Pokemon này là cha là mẹ của hai Pokemon rất mạnh trước đó. Một cách PR tuyệt vời. Nói chứ chỉ có điều mục tiêu của team phản diện vẫn chưa có thuyết phục lắm. Tứ Thiên Vương và Champion cũng không quá khó đánh. Khi mà nhà vô địch là Steven hay là Wally thì cũng chỉ thiên về một hoặc hai hệ nhất định. Thành ra vẫn không quá căng não khi đối đầu. Qua Pokemon Emerald có chăng thì điều hay nhất mà game có đó là Battle Frontier. Thú thật thì hồi Battle Frontier mình không có chơi, nhưng mà mình đã có tìm hiểu để tiện cho việc đánh giá và hiểu tại sao nó hơn hẳn mấy cái Battle Tower hay là mấy cái Battle Tower clone mà Gen 6 lên 7 cho ra mắt. Giải thích đơn giản là thử thách đương đầu với 7 thủ lĩnh gần giống như là Gym Leader. Có khác cái là 7 tòa tháp này gần nhau. Khác nữa không phải là vô mà đấu liền, mà bạn phải thắng liên tục mấy trận đó mới được đánh với thủ lĩnh. Nhưng muốn giành huy chương vàng thì số lượt thắng liên tục của bạn phải đạt đủ theo quy định của từng tòa tháp rồi mới đánh với leader lần cuối. Nếu thắng trận cuối này bạn sẽ được huy chương vàng và vậy đó. Và mấy bản game sau này đã lượt bớt, chắc là do dung lượng game cho nên là chỉ còn là một tòa tháp battle bình thường. Và mấy lý do đó mình xin chấm Ruby Sapphire hơn hẳn Gold Silver một chút và Emerald cao hơn hai bản cùng thời. Gen 4 chắc cũng là gen chứa đầy kỷ niệm với mình. Hồi mình chơi trên giả lập màn hình nhỏ xíu mà cũng thấy vui. Mình chơi Diamond Pro với một thái độ là vô tư và ngây ngô nhất. Bao nhiêu cảm xúc thuần khiết đều có trong đó. Nên những yếu điểm của game như là sự đa dạng về chủng loại Pokemon, độ khó của gym, bla bla thì mình không để ý. Chắc cũng phải nhờ vào bản game remake huyền thoại là BDSP bê nguyên si những gì hạn chế của Diamond Pro ngày xưa, giữ nguyên. Và đương nhiên bây giờ mình chơi lại thì với kinh nghiệm đã chơi game Pokemon mười mấy năm rồi thì mình lại thấy là Diamond Pro không hay như mình tưởng. Nhưng mà thực sự không thể phủ nhận một điều là Gen 4 đã cho ra mắt những huyền thoại có quyền năng quá to lớn đối với sự hình thành của trái đất. Là mình tưởng đây là kết thúc của Pokemon luôn rồi á. Thiệt luôn, mình đã buồn mấy tuần luôn mấy bạn. Thời gian, không gian, phản vật chất, đấng sáng tạo, tri thức, ý chí, cảm xúc, cụ thể hóa những khái niệm vô hình bằng những Pokemon mang lại vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự sống. Có thể nói là Gen 4 mang đến rất nhiều huyền thoại và không con nào bị lu mờ hết. Diamond Pro và bản nâng cấp Platinum vẫn giữ lại được Battle Frontier. Mình xem đây như là một điểm cộng cho sự nghèo nàn về sự lựa chọn của những Pokemon lửa. Tuy là mình không thích hệ lửa lắm đâu, hồi đó chơi Pokemon Diamond Pro mình đâu để ý, nhưng bây giờ thì để ý nha. Team phản diện cũng đáng nhớ với một lý tưởng to lớn không kém, đó là tạo ra một vũ trụ mới. Ai như team phản diện Gen 3, ông trùm ngầu lò nhưng hay ra vẻ.
không tin vào tình cảm giữa người và Pokemon nhưng lại có Crobat làm chủ lực, một con Pokemon chỉ tiến hóa được dựa vào tình bạn. Bạn ra dễ quá. Điểm cộng nữa là Champion. Không ai dám cãi, Cynthia được coi như là một con quái vật và một quán quân đúng nghĩa, thực thể mà các trainer thực sự muốn đối đầu, để rồi sau bao nhiêu chông gai thử thách mới giành được chiến thắng, thì chiến thắng đó mới là sự đáng tự hào. Với những điều trên thì mình chấm Diamond and Pearl thua Gen 3 một chút. Nhưng Platinum thì khác, ngoài việc khắc phục được hạn chế của Diamond and Pearl, giữ nguyên những điểm mạnh, thì Platinum lại có thêm một thứ nữa, đó là Distortion World của Giratina. Mình thực sự không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc bước chân vào Distortion World nó như thế nào. Lúc đó mình kiểu thì ủa, mình được nhảy vào hả ta? Là game cho mình được nhảy vào. Và lúc vào thì toàn bộ quá trình mình chỉ có thể há hốc mồm mà thôi. Đúng vậy, không phải vì đồ họa khủng đâu, mà chỉ là thế giới đó là một thế giới không thể đoán trước được. Mình không biết mình nên đi đâu, vì cảm giác là mình đi đâu cũng được. Nói chung là rất khó tả, rất tuyệt vời. Chắc một phần là mình đã coi movie về Giratina rồi, nên là mình bước chân vào Distortion World là như mơ vậy đó. Nên Platinum xứng đáng bay cao bay xa hơn trong cái bảng xếp hạng này. Gen 4 đưa trở lại hai tựa game được đánh giá là hay nhất của dòng game Pokemon là Gold và Silver, với một diện mạo tươi mới mang tên Trái Tim Vàng và Linh Hồn Bạc. Chúng ta được trở lại Johto một lần nữa, và đây là bản game mình chính thức được trải nghiệm. Và mình hiểu tại sao Gold và Silver là được đánh giá cao như vậy. Cốt truyện về huyền thoại được phủ lên một màu sắc rực rỡ, đáng nhớ. Post game sau khi trở thành nhà vô địch Johto, chúng ta sẽ được đưa đến vùng Kanto và làm mọi nhiệm vụ giống bản Crystal năm nào. Đã vậy, bạn sẽ được bắt thêm bộ ba thần thú chạy khắp bản đồ. Dường như bao nhiêu thứ hay ho thì từ bản Crystal đều được tổng hợp vào hai bản làm lại này. Đó là theo ý kiến cá nhân của mình thì xin phép cho Heart Gold và Soul Silver điểm cao hơn người tiền nhiệm Gold Silver một chút. Bước sang Gen 5 như một sự lột xác cho toàn bộ thương hiệu, vì tất cả những Pokemon mà chúng ta có thể bắt là 156 Pokemon hoàn toàn mới, không có sự tham gia của những Pokemon cũ. Và lúc mình chơi cũng không quan tâm lắm về chuyện đó, có cũ có mới hay không. Mình thấy bắt mấy con mới nó vui hơn, thú vị hơn. Chắc tại là mình không thích xài đi xài lại, nên có càng nhiều Pokemon mới để lựa chọn thì càng tốt. Hidden Ability, hay còn gọi là đặc tính ẩn, được cho vào, làm cho nhiều Pokemon vốn không được chú trọng nên lên đời một cái một. Tuy nhiên thì mấy con cũ cũng chỉ góp mặt trong Black 2 và White 2 mà thôi. Hệ thống 4 mùa cũng là hệ thống mình yêu thích nhất. Nó mang lại cảm giác không hề nhàm chán. Mỗi mùa thì bản đồ lại có màu sắc mới, loại Pokemon khác nhau và trải nghiệm mới. Thành ra mình vẫn ước là hệ thống 4 mùa được mang trở lại vào những game sau. Đồ họa được nâng cấp hơn thì cũng có những ý kiến trái chiều, nhưng với tôi thì tôi thấy vẫn đẹp và sống động. Cốt truyện theo tôi đánh giá là sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa hơn phần trước đó. Một phần góp vào là lý tưởng của phe phản diện. Nếu như Team Rocket là điển hình của dạng tội phạm kiểu gia tộc, chuyên cài cắm người trong các tổ chức và chú trọng nghiên cứu khoa học để tìm ra sức mạnh, Team Aqua và Magma là kiểu Lumen chở búa điển hình, Team Galactic chọn phương châm là sức mạnh là tất cả, ai ý kiến thì đắm. Trong khi đó thì Team Plasma trong thế hệ thứ 5 lại chọn một phương pháp nhẹ nhàng mà hiệu quả hơn rất nhiều, đó chính là tôn giáo. Thông qua các giáo điều tâm linh cùng phong cách thần bí của mình, Team Plasma đã dùng quân bài giáo phái và chiêu mộ nhiều binh lực, đồng thời khiến cho người dân dễ chấp nhận hơn những việc làm nhân danh tôn giáo của chúng. Còn gì thuận lợi hơn khi rêu rao chiêu bài con người hãy phóng thích Pokemon về tự nhiên, trong khi đó lại thâu tóm số Pokemon đó về cho mình. Đây thật sự là một nước cờ thông minh, và còn gì tinh quái hơn là đứa En, một đứa bé có sức mạnh siêu nhiên, hiểu được Pokemon nên làm thủ lĩnh bù nhìn. Thiết kế của hai huyền thoại thì theo tôi là đẹp mê ly, rất ngầu lòi, hùng tráng nhưng không hề rườm rà, và dù có nhiều chi tiết nhỏ, chân lý và lý tưởng như trắng và đen trong thái cực, không bên nào quan trọng hơn. Trong chân lý có lý tưởng và trong lý tưởng lại có chân lý. Sự bổ trợ nhau này thể hiện rất rõ qua thiết kế trắng đen cũng như là chỉ số của Reshiram và Zekrom. Bí ẩn về những con rồng nguyên thủy cũng được thể hiện qua Kyurem, về cả chỉ số và khả năng dung hợp với thầy Zekrom và Reshiram. Liệu con rồng nguyên thủy có thật sự chỉ tách đôi? Tuy nhiên thì sau cốt truyện chính, dường như chả có cái post game nào để người chơi làm nữa. Mãi đến Black 2, White 2 thì mới có Battle Tournament cho người chơi đỡ chán, thành ra là mình cho Black and White với một sự can đảm dám bứt phá khỏi vùng an toàn, cao hơn Diamond Pro nhiều. Black 2, White 2 chứng tỏ được mức độ đồ sộ của cốt truyện,
Khi mà đây không phải là bản nâng cấp, mà là phần tiếp theo 2 năm sau những sự kiện đã diễn ra trong Black and White. Pokemon vùng trước đã được thêm vào, và hệ thống thủ lĩnh Gym Leader Champion thay đổi. Dù Champion lần này vẫn rất dễ đánh, nhưng điểm sáng và là điểm mạnh nhất của Black 2x2 là phần cốt truyện. Mình cho rằng Black 2x2 nên được đánh giá cao hơn Black and White một chút, nhờ vào việc tiếp nối những điều còn dang dở, đổi mới những địa điểm cho thấy là sự phát triển và chuyển xoay của thời cuộc, cùng với Battle Tournament cuối game. Tạm biệt Gen 5 thì chúng ta lại đến với Gen 6, được giới thiệu lần đầu tiên thông qua tựa game X và Y vào năm 2013. Gen 6 cho thấy một bước nhảy vọt về đồ họa khi lên hệ máy mới, giới thiệu thêm hệ tiên để chống lại sự quá bành trướng của hệ rồng, đồng thời khiến hai hệ vốn tấn công kém là thép và độc được sử dụng nhiều hơn. Thế cân bằng các hệ đã ở mức chấp nhận được, đồng thời cơ chế chiến đấu Mega được giới thiệu và đến tận 10 năm sau nó vẫn còn được nhắc đến như là một cơ chế chiến đấu tuyệt vời nhất đã được tạo ra. Về team phản diện, nó chỉ xét riêng bề ngoài và cách hành động, có thể xem Lysandre là một Giovanni thứ hai. Khi bản thân Lysandre có một vỏ bọc chủ tịch tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới, mặt khác lại là lãnh đạo của Team Flare, với một tư tưởng cực đoan cho rằng chỉ có những người được chọn mới có quyền sống, còn những kẻ góp phần làm cho trái đất thối nát thì nên chết đi. Bản thân Lysandre không phải là một người xấu, nhưng chỉ vì bản thân quá tài giỏi mà lại bất lực trước những mặt tiêu cực của thế giới, dẫn đến sự chuyển biến trong tâm lý và nung nấu ước muốn thanh tẩy thế giới. Cách làm của ông ta lại quá tiêu cực, sống trong hòa bình quá lâu thì sẽ khiến con người ta trụy lạc và bắt đầu làm những trò xấu xa tiêu khiển. Mình cũng cho rằng Lysandre rất trung thành với lý tưởng của mình, tuy nhiên thì cách triển khai cốt truyện của game còn khá đơn giản và dễ quên. Đồng thời thứ mình không thích ở XE đó là độ khó của game. Sao mà Elite Four dễ bị đánh dữ vậy trời? Mình cứ đem ra luyện level liên tục, rồi tới Champion cũng nhạt nhòa không kém. Thành ra là XE làm tiền đề cho sự phát triển của dòng game thì rất tốt, nhưng đứng riêng một mình với vai trò mở đầu cho thế hệ mới thì khá là lép vế so với những người tiền nhiệm. Trong thế hệ thứ 6, chúng ta được quay lại với Hoenn thông qua hai tựa game remake là Omega Ruby và Alpha Sapphire, gọi tắt là ORAS. Hai tựa game này cũng giải thích cho sự ra đời của tiến hóa Mega. Con Pokemon tiến hóa Mega đầu tiên đó chính là con ông cháu cha Rayquaza. Đồ họa sinh động hơn, cái mình thích nhất chắc là cưỡi Mega Latios và thấy toàn cảnh vùng Hoenn. Tuy nhiên thì ở bản này, Battle Frontier bị khai tử, giờ chỉ còn lại một tòa Battle Tower mà thôi. Nên mình sẽ cho hai bản remake này một con điểm cao hơn XE, nhưng vẫn thấp hơn Ruby, Sapphire và Emerald. Và bước qua thế hệ thứ 7, cùng quần đảo nhiệt đới Alola, chúng ta sẽ được giới thiệu lần đầu tiên hình thái vùng miền và thế hệ duy nhất không có các Gym Leader hay là Champion. Cái chúng ta cần vượt qua là những thử thách đảo và đánh với đảo chủ của cả 4 hòn đảo. Phải phản diện thì đúng là ban đầu tưởng một đám ớt ơ nào đó mà đi làm phản diện thì cũng khá nghi. Plot twist cuối game thì chắc cũng dễ đoán phản diện thực sự là ai, nhưng mà mục tiêu phản diện lần này lại không quá to lớn. Có chăng tất cả đến từ việc sang chấn tâm lý và ám ảnh với đám Ultra Beast mà ra. Cơ chế chiến đấu Z-Move đối với mình thật sự không quá ấn tượng. Thậm chí là mình còn không xài cái Z-Move nào trong suốt quá trình chơi game. Vậy đó. À, trừ đánh với mấy con Totem Pokemon. Mình xin phép cộng điểm cho đồ họa game, rất sặc sỡ và đầy sức sống, đúng như tinh thần mà vùng Alola mang tới. Chỉ có điều là Tứ Thiên Vương vẫn quá dễ đánh nha, và cảm giác bị ăn hành từ hồi Gen 4 dường như là chỉ là quá khứ thôi.
Ultra Sun và Ultra Moon ra mắt một năm sau đó và đương nhiên là không tiếp nối câu chuyện. Nó như là một cái bản remaster của Sun and Moon mà có nhiều thứ hơn để làm. Bắt huyền thoại trong Ultra Wormhole các kiểu. Một con boss khó nhằn kinh khủng khiếp nên để đánh giá Ultra Sun và Ultra Moon có phần nhỉnh hơn Sun and Moon rất nhiều. Nên mình khuyên các bạn nếu mua thì nên mua thẳng bản Ultra Sun và Ultra Moon mà chơi. Sun Moon giống như bản chưa hoàn thiện đem ra để câu giờ vậy đó. Tức. Và khi chuyển lên hệ máy Nintendo Switch, chúng ta được giới thiệu với Pokemon Let's Go Pikachu và Pokemon Let's Go Eevee. Mình thật sự là không biết đánh giá sao cho đúng với hai bản game này. Vì thật ra nó đem những tiêu chuẩn đánh giá những dòng game Core Series gán vô hai game này thì thật sự là không công bằng. Vì Let's Go theo mình mang theo nhiệm vụ khá quan trọng, đó chính là kéo thêm những đối tượng khán giả mới cho Pokemon Go bắt đầu làm quen với dòng game chính thống. Và từ đó, tệp khách hàng muốn mua game Pokemon chính thống sẽ tăng lên. Nên với vai trò trên, mình cảm thấy Let's Go làm tương đối tốt, cốt truyện không quá nhiều thay đổi. Bỏ đi cách bắt Pokemon truyền thống và Ability, chỉ tập trung vào các đoạn đánh, cũng cho thấy mục tiêu của nhà phát hành không hướng tới những đối tượng chơi game lâu năm. Nhưng mình vẫn mua trải nghiệm, một phần lớn nhờ vào đồ họa và điểm cộng to bự không ai có thể phủ nhận. Đó chính là bản game làm rất tốt việc cho Pokemon theo sau. Từ cách di chuyển, tập tính, các Pokemon nhỏ to đúng tỷ lệ làm cho mình cảm thấy vô cùng thích thú và đúng nghĩa là chơi game thư giãn. Cho nên, bằng tất cả những sự tôn trọng và yêu thương với nỗ lực lôi kéo thêm tệp khách hàng trẻ hơn, mình xin cho Let's Go số điện chỉ thấp hơn bản Pokemon Yellow một tẹo thôi. Và thế hệ gần đây nhất, thế hệ thứ 8, thông qua hai bản game Pokemon Sword và Pokemon Shield, mang đến một vùng đất đậm chất xứ sở sương mù, đồ họa được nâng cấp đáng kể, nhưng vẫn còn vô hồn và sơ sài ở nhiều khu vực như là Wild Area, cái này bị nhận xét hoài. Phản diện thì như Gen 7, tưởng vậy mà không phải vậy, nhưng thật ra ai cũng biết là vậy. Mục tiêu của phản diện cũng không quá to lớn ngoài việc là tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế cho vùng Gala nhờ vào Eternatus, kéo theo sự tồn tại của hai Pokemon huyền thoại cũng không có gì sâu sắc về backstory. Cảm giác như truyền thuyết hay là nguồn gốc huyền thoại vùng này mang tính vi mô mà chỉ đơn giản là hai linh vật bảo hộ cho vùng Gala này mà thôi. Cơ chế Dynamax là một cơ chế hoành tráng nhưng với mình là chưa đủ sâu. Yeah, chắc là do mình chưa thực sự hiểu yếu tố chiến thuật của nó. Nhưng mà ngoài đánh gym ra thì mình cũng không dùng nó quá nhiều. Vì dù sao với mình thì xài không nó cũng không quá ảnh hưởng đến chiến thắng trong game. Chắc tại game dễ. Đường đến chức vô địch tạo cho mình cảm giác giống như là anime. Khi mà thay vì là một tòa tháp nguyên nga tráng lệ trong đó có 5 nhân vật vô cùng mạnh đứng đó chờ mình 24/24, thì bạn sẽ trải nghiệm một cảm giác đấu giải thật sự khi hạ lần lượt từng người qua từng vòng đấu để đi vào chung kết. Đánh với nhà vô địch bất bại Dande. Nhưng mà có điều, hồi xưa đánh với Elite Four, bạn không được hồi máu sau mỗi trận đánh. Có chăng là phải tự lấy tiền túi ra mua full restore trước khi bước vào đấu với Elite Four. Sau khi team bạn bị sút cho cạn máu, không còn gì nữa, thì bạn lại phải đánh với Champion. Điều đó khiến game trở nên hồi hộp và khó nhằn hơn rất nhiều. Còn trong Sword and Shield, bạn được hồi máu hoàn toàn sau mỗi trận đấu. Đã vậy còn được set up lại thứ tự đội hình mỗi khi bước vào trận đấu mới. Điều đó khiến cho game trở nên dễ thở hơn. Nhưng nếu game dễ thở hơn, thì nhà vô địch có phải khủng bố hơn? Nhưng không. Dande, từ anime cho tới game đều được PR quá đà là người trăm trận trăm thắng. Nhưng cách đánh và chiến thuật và cả Pokemon cũng không cho ta thấy được sự áp lực khi phải đối đầu. Lại nhớ về thời với Cynthia. Dù là trên anime hay là game, thì từng con Pokemon đưa ra đều khiến cho mình lo sợ. Mới chật vật đánh được Spiritomb thì đằng sau nó có Togekiss, Milotic, Lucario, Garchomp. Mỗi lần đánh mà muốn run hết cả người. Còn Dande thì mình chả thấy được chiến thuật hay là đội hình gì của anh ngoài Aegislash, Dragapult, Haxorus. Còn lại thì mình không đánh giá cao. Trên anime thì mình không muốn nói. Búp quá đà. Chê. Nói chung là với đà này thì người thay thế Cynthia còn lâu lắm thì mới xuất hiện. Hai bản DLC mở rộng của bản game này là Crown of Tundra và Isles of Armor. Nên là post game, chứ không nên là hai bản tính phí. Vì khối lượng để làm không nhiều. Tuy có giới thiệu những dạng Pokemon huyền thoại mới, nhưng mà tính phí thì cũng hơi cay nha. Và với tư cách là một bản game mở đường cho thế hệ mới, mình chấm Sword and Shield thấp hơn Black and White, nhưng vẫn cao hơn Sun and Moon.
Tiếp theo, chúng ta đến với bản game remake huyền thoại Brilliant Diamond and Shining Pearl, gọi tắt là BDSP. Lời khen duy nhất cho cái game này là bản game khiến mình tin vào câu nói Not the final footage. Hồi trailer 1, mình đã muốn gục ngã khi thấy màu sắc của game. Ôi sao mà nó sơn đến mức khó chấp nhận. Nhưng mà đến trailer gần ngày ra mắt, đã thấy có sự thay đổi đáng kể về đồ họa, màu sắc. Và mình xin dành lời khen ngợi lớn cho Yuka về mặt hình ảnh, nhất là những khu vực đồng hoa giữa lòng đất, hiệu ứng của mặt nước khi di chuyển. Nhờ những hình ảnh chỉnh chu này mới mua game chơi, một phần là để ôn lại kỷ niệm bản game đầu tiên mà mình chơi. Nhưng mà vẫn không hiểu tại sao không lấy Pokédex cốt truyện của Platinum mà bê nguyên si mọi thứ có trong bản Diamond Pro, vốn đã có nhiều lỗ hổng về Pokédex và cốt truyện thiếu thú vị. Cái này mình thực sự không hiểu, bỏ đi Distortion World để đổi lấy phần post game và đi bắt những con huyền thoại của mùa trước không phải là một cuộc trao đổi có lời. Battle Frontier đương nhiên là cũng bị bỏ và mình cũng không có mong đợi gì quá. Nhưng mà những event của Seimin Darkrai cũng phải đợi lên 5 tháng trời, là gần nửa năm khi mà game ra mắt mới có thể bắt được. Đã vậy game còn bị nhiều lỗi. Tuy mình may mắn là ít bị lỗi hơn những người chơi khác, nhưng cũng không dễ chịu gì khi gặp mấy lỗi đó. Nhà sản xuất chiều lòng fan bằng cách cho Pokemon theo sau, nhưng nó lại là một điểm trừ to đùng. What the fuck? Khi mà cảm giác làm chưa tới, một số Pokemon theo sau nhìn nó cứ đau đau thế nào. Và mình xin phép không trách Yuka, vì bản thân công ty cũng đã rất cố gắng làm chỉnh chu nhất về mặt hình ảnh. Đã vậy, nếu để ý tới những animation model của một số Pokemon mà bên Game Freak làm không chỉnh chu bằng. Có chăng là do bên Game Freak lúc này đang tập trung vào một con game quan trọng hơn, nên là dồn deadline trên trời và khối lượng đồ sộ qua bên Yuka. Bằng chứng là luôn có những bản cập nhật vá lỗi sau khi game chính thức ra mắt, cho thấy Yuka bị rush kinh khủng thế nào. Và được thì mình vẫn mong Yuka sẽ hợp tác trong những con game nữa, khi đó họ sẽ có thời gian hơn. Và với profile làm những con game chất lượng trước thì Yuka chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nên là chắc không buồn đâu ha, khi mình cho điểm của Brilliant Diamond and Shining Pearl ngang hàng với lại Diamond and Pearl năm xưa. Và mảng game Pokemon được giới thiệu gần đây nhất với các game thủ chính là Pokemon Legend. Tưởng như thương hiệu tỷ đô luôn say no với những lời góp ý, thì giờ đây Pokemon Legend được phát hành. Và để đánh giá về Pokemon Legend thì mình nghĩ có rất nhiều điểm tích cực mà mình muốn nói, bên cạnh là cái đồ họa sơ sài của nó. Ok, ai cũng chấp nhận. Những trailer đầu tiên mình đã lo sợ về những gì mà Game Freak đang tham vọng. Nhưng mà khi chơi game mình phải nói rất ok. Ít ra là Game Freak đang lắng nghe fan bằng một thái độ cầu thị. Khi gặp các Pokemon quan giả, bạn sẽ không cần phải có cutscene để vào trận. Muốn Pokemon ra khỏi bóng, lúc nào tùy thích, có thể chạy qua chạy lại nhìn các Pokemon của mình chiến đấu. Khi tấn công vật lý, các Pokemon thực sự nhào tới đánh nhau, chứ không là đứng yên một chỗ rồi tự nhiên mất máu. Được nhìn thấy Gyarados bay trên trời và cả bơi dưới biển. Được cưỡi Pokemon băng qua mọi địa hình. Những Pokemon Alpha có kích thước to gấp mấy lần con bình thường. Những điều đó khiến cho cảm giác hòa nhập vào thế giới này trở nên chân thật hơn. Thậm chí một khoảng thời gian người ta bàn tán về game rất nhiều và nó trở thành một cơn sốt khi mà mọi tập tính của Pokemon, cách bắt shiny, rình mò những Pokemon Alpha to bự đều trở thành chủ đề là cả trăm ngàn người quan tâm. Cốt truyện tiến tính hơn quá nhiều plot twist, nhưng lại khác hẳn đến motif đi thu thập huy hiệu thành champion của vùng khác. Có thể nói Pokemon Legend như là một bản thử nghiệm thành công và nỗ lực đổi mới hiện đại trong lối chơi. Và để dành lời khen cho game thực sự là không hết. Đến đứa mê cái đẹp như tôi cũng phải bỏ qua sự thiếu hụt về đồ họa để tận hưởng, thì phải công nhận là tôi ưng con game này đến nhường nào. Và với những gì đã thể hiện, Pokemon Legend xứng đáng có một số điểm cao nhất trong những game đã từng ra mắt. Tôi cũng mong là tựa game Pokemon Scarlet and Violet giới thiệu thế hệ Pokemon mới sắp tới đây sẽ thực sự tạo ra được một cơn sốt như là Pokemon Legend đã làm được. Với tham vọng open world,
thì mong là nhà sản xuất sẽ giữ nguyên những điểm mạnh của Pokemon Legends, kéo gần khoảng cách của game thủ và thế giới Pokemon lại với nhau. Và đây cũng là kết thúc cho video đánh giá về những con main series game đã ra mắt trong vòng 26 năm qua của thương hiệu Pokemon. Cũng có game làm tốt, nhưng cũng có game cần thời gian để hoàn thiện. Nhưng không thể phủ nhận một điều là các nhà phát hành luôn cố gắng phát triển tựa game Pokemon từng ngày để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Có đôi lúc mà hơi lười biếng, hơi vắt sữa một chút. Nhưng không sao, không sao. Yêu cứ làm đầu. Đấy. Và chờ bản game Pokemon Scarlet and Violet ra như thế nào rồi chúng ta sẽ cùng khen chê sau nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye.